Hello, xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Thì sau một cái ngày học tập, làm việc mệt mỏi thì chúng ta lại gặp nhau ở trên cái màn hình nhỏ YouTube này. Và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và như tất cả các bạn đã thấy ngày hôm nay vẫn là vị tướng Nakaroth. Và không phải xa là gì đối với vị tướng này khi mình cầm chơi vị tướng này. Thì ngày hôm nay mình vẫn cứ mua một trận Nakaroth thật là tuyệt vời cho tất cả các bạn xem thôi. Ok, let's go. Và ngày hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng thì mình xin chúc tất cả các bạn, bố mẹ, anh chị và những người thân yêu nhất của tất cả các bạn có một ngày mùng 1 thật là xón xẻ, làm ăn thật là thuận lợi, phát tài phát lộc. Và chúc cho tất cả các bạn học hành gặp nhiều may mắn nhất trong cuộc sống. Đấy. Thì ôi, mình bị mình ấy cái build hơi bị lỗi một chút thôi. Mình mong tất cả các bạn thông cảm nhá. Cái build của mình nó là hơi bị lỗi một chút. Tại vì hơi vội vàng một chút đấy, sorry các bạn nhá. Đấy, thì ok, let's go. Thì mình vẫn cứ farm như mình là cứ quay về cái đường rồng các bạn ơi. Bất kể cái meta này các bạn ạ, các bạn chơi một vị tướng nào như vậy, khi các bạn farm mua giống như thế này thì các bạn sẽ được nói chung đỡ hơn một chút về thứ nhất là đỡ bị cướp rừng này. Ủa, cái chuyện gì đâu xảy ra vậy? Cái gì mà một phút chơi cái hai mạng mà chết vượt cả thời gian vậy trời. Đấy, thì game này mình khá là nhọt đấy. Game này khá là nhọt luôn đấy. Ôi dồi, như mình lấy được level 4. Nhọt quá. Nhọt thế này. Đây. Anh ơi, đứng đi. Thám quái này, cái thằng thám quái này. Hay quá nhờ. Đấy thế, có một màng đó. Đấy các bạn ạ. Bá cái tình trạng thám quái. Mình cũng rất là bị cái tình trạng thám quái các bạn nhá. Đấy, sẽ dần để cái tình trạng này chết đấy. Ok, let's go. Ở bên kia thì có một bản cầm Nakaroth bộc phá mang về phong cách mơ sướng tất cả các bạn ơi. Đấy, Nakaroth bộc phá thì các bạn đừng có nghĩ rằng là Nakaroth bộc phá là yếu các bạn nhé. Nakaroth bộc phá khá mạnh. Thì 2 phút 15 giây thì con bùa đỏ của mình ra thôi. Và lúc đó mình sẽ quay lại lên về phòng cho mình con bùa đỏ này. Thực sự là mình cảm giác không biết các bạn như thế nào, nhưng khi mình chơi một trận đấu ấy, mình không phải là tru eo đâu, nhưng mình rất thích cái tiếng của mình nó thọt các bạn ạ. Hoặc là kiểu nó chết sớm ấy, kiểu cảm giác tí mình thọt mà mình kiểu sánh á. Cảm giác giống như một là một Avenger. Đấy là một người anh hùng trong tim. Cảm giác như nó giống cái cảm giác chơi ghế rồi lấn lấn như thế nào ấy. Đấy, tí của thọt đi, thọt các bạn ơi. Thọt vừa phải rồi nhá, chứ đừng có thọt quá nhá. Các bạn thì cho phép các bạn thọt khi có mình chơi trong trận đấu. Rồi, ôi vãi sọt. Đấy, Lindit không chịu về này, đánh không chịu về này, hay quá nhỉ. Giết hai thằng, cấn hai thằng pha này luôn. Chạy đi đâu hả rơi, chạy đâu anh ơi, chạy đâu. Đây lên, hay quá, có hai mà. Đấy các bạn cứ thọt đi, còn cái việc sánh thì cứ để mình lo các bạn nhá. Đấy, nhưng các bạn hãy thọt một cách vừa phải thôi, chứ đừng có thọt quá đấm ra mình khỏi chơi các bạn ơi. Đấy, let's go. Mình vẫn cứ trong cái chiến dịch là cầm Nakaroth, cầm Nakaroth và mình lên full đám các bạn ơi. Và mình không khuyến khích tất cả các bạn lên full đám Nakaroth các bạn ơi, bởi vì là Nakaroth lên full đám ấy thì nó lại chơi một cái thế trận nó đầy lẻ. Thì cái đầy lẻ này thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách chơi đầy lẻ các bạn nhá. Sau cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn chơi cách Nakaroth làm sao để đầy lẻ hiệu quả. Đấy, phán là mình sẽ ăn cơm cho tím. Đây, về mình sẽ quay về phán con bùa đỏ mình chuẩn bị ra đó các bạn ơi. Ôi đánh lắm mà gì. Ôi cái phá này chết rồi. Ở máy máy mà cứu được con Tenanat ấy. Rồi ôi, hay quá. Dạ, let's go. Dạ, trời ơi, nhạc hay đấy. Dạ, dạ, mông 1 thì mình sẽ quảng quầy một trận nào đó thật tuyệt vời cho tất cả các bạn xem. Ôi dồi, nắm năng độ. Đấy các bạn, là cái đánh bị kím này nó chơi nắm năng độ tập trung như thế này ấy, chơi cái gì. Khi nàng 4-5 thăng ra hấp diễn một người chơi xấu quá. Anh ngồi không cho em mua sánh nhỉ anh, hay quá. Ôi, what? Sao chết nhiều bây giờ? Ok, không sao, mình đang sánh ở đấy. Mình cho phép các bạn chết mà, các bạn cứ yên tâm đi. Dạ. Và tất cả các bạn ơi, shop nick rẻ nhất Việt Nam thì cái đó là mình giảm khẳng định đúng các bạn ạ. Tại shop mơ sướng.vn các bạn nhá. Bạn nào mà có ý định mua nick thì tất cả các bạn có thể vào shop mơ sướng.vn này ủng hộ cho vợ mình một cái nick ạ. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Ôi. Đấy, chơi. Ôi trời, chuẩn thế này. Ôi trời ơi, ba thằng. What?
về ra, về. Đấy, mình sẽ ra giết lính đít. Đủ đám không ta? Đủ đám, đủ rồi. Hay quá, giết tiếp. Thôi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi, thôi, không được đâu, không được đâu. Bò, lao lên, đúng rồi, tuyệt vời quá nhỉ. Không được, tóc ra mình sẽ... Ờ thôi, phán quả cái đó. Hay quá, rồi, ok, let's go. Game này khá là sạch, ủa thôi, tí mình chết, tí chín màng thôi. Giết, bạn chạy, chạy đâu vậy? Hay quá. Dậu. Dậu. Thực sự là những cái thế trận mà đồng đội mình đánh hơi phí một chút. Nhưng mà mình cảm giác sánh các bạn á, cảm giác cái cảm giác của nó sướng lắm. Nó rất là phế các bạn ơi. Nó rất là phế, phế con tê tê luôn ấy. Nhưng mà hy vọng các bạn cuối game các bạn đừng có feed nhiều là được. Cuối game là mình thực sự là có bát nó không có bát được đâu. Các bạn đừng có để cho mình vào một cái thể cuối game là mình 1-5 là cái đó là chơi khó lắm. Cuối game 1-5 là cái đó là mình không thể làm được luôn ấy. Đấy, hy vọng các bạn đó feed đâu game tuyệt vời. Và tất cả các bạn ơi, mình có một cái kinh nghiệm. Ôi sổ ơi, hai thằng kìa. Vãi xoẹt tẻ cái đó. Các bạn ơi, mình có một kinh nghiệm nhỏ nhắn nhá. Không biết các bạn nào đã biết hay chưa, nhưng khi tất cả các bạn vào một trận đấu, các bạn mà thấy một cái team nó fit hoặc là chết nhiều mà, thì thực sự là bản thân mình cũng đã từng trải rồi. Khi mà mình vào một cái trận đấu mà gặp team mình chưa gì đã chết ấy, cảm giác mình chơi game nó rất là chán. Cảm giác bực bội ấy, tức. Và đấm ra cái trận đấu đó mình đánh như shit luôn. Đấy, nguyên nhân vì sao khiến chúng ta đánh như shit là bởi vì vừa vào game, đồng đội mình đã chết một trong những cái làng phí. Thì đấm ra cái tình của mình nóng, thì đấm ra nó sẽ đánh được hay cái trận đó. Thì một kinh nghiệm duy nhất của mình là tất cả các bạn hãy bình tĩnh. Và mình đã làm, ôi sổ ơi anh ơi. Và mình đã làm được rồi. Khi đồng đội của mình chết, đã dù chết nhiều quá, thì dù sao người ta chết thì cũng chết rồi. Các bạn có chửi, có tức thì người cũng không thể làm cho người ta sống lại được những cái phá đấy. Thay vì chúng ta tức những cái trận đấu, chúng ta hãy tập cách chấp nhận. Giết nó luôn. Đây, chơi luôn. Hay quá. Giết luôn đấy. Hay tuyệt vời. Thấy vì tất cả các bạn ấy thì các bạn hãy chấp nhận với một cách hân hoan vui vẻ. Và các bạn hãy đánh trong cái tinh thần thoải mái nhất. Thì lúc đó các bạn mới có thể giành được tí. Còn các bạn đánh trong cái tinh thần mà các bạn cảm giác bực bồn với đồng đội của mình, thì thực sự cái chuyện gánh tím cái đó rất là xa vời các bạn. Bởi vì khi tất cả các bạn mà tức, bực bồn, thì các bạn sẽ không bao giờ đánh được tốt. Cho nên là bản thân của mình, bây giờ mình đã học được cách. Khi mà đồng đội mình fit thì thay vì chỉ trích thì mình luôn là hân hoan. Mình đồng khởi và mình khuyến khích các bạn hãy fit thêm vài mạng nữa cho thoải mái tâm hồn của các bạn. Rồi hãy đánh cho tử tế. Đấy là cái kiểu của mình là như thế. Thì đâm ra cho nên là, đấy các bạn có thể thấy là đồng đội của mình chết thì mình... Ôi sổ ý, nó chết thì mấy đi chơi, chơi cái gì? Vãi sọt. Cái gì mà mình... Đấy các bạn ạ. Mình thì làm tất cả, nhưng mà tí mình làm thằng nào thì tí mình tỷ lệ thuận với cái kiểu mình làm ấy. Đấy, mình làm thằng nào thì tí mình tỷ lệ thuận chết như thế đấy, vừa ra lại chết. Cái what gì vậy, vừa ra lại chết hai thanh niên này các bạn ạ. Vừa xeo một cái là hai thanh niên lại chết. Ok, mình sẽ đón, chào đón những cái chết đó của đồng đội mình trong niềm vui hân hoan, vui vẻ. Đấy, rất là tuyệt vời. Ôi trời ơi, bốn thằng nó ở đấy thì làm cái gì đấy, từ từ mình sẽ bắt lẻ. Đây. Ôi trời ơi, nhảy chật kia. Ôi vãi xẹt. Con slim nó là xanh lắm đó. Con slim của nó là này dư đấy chứ ai giết được nó đấy. Vãi, mình làm được từng nào thì các bạn cố gắng lên đi, giúp cho mình một chút đi. Tâm dư các bạn mà chết là mình nguy hiểm thì đầu game thì được cái tâm phút thì chỉ từ 10 mà các bạn mà cứ chết như đầu game thì nãy thì mình phải sống như thế nào. Ôi trời ơi, chơi luôn, lên, hay quá. Đấy, tuyệt vời. Đấy, double kill luôn. Quá tuyệt vời. Đấy, một cái pha combat rất là tuyệt vời đến từ mình. Khi mà mình kéo được hai người cùng một lúc và ngủ không bay vào, và một combo combo được tạo ra trong cái giai đoạn mid. Và team mình đã có 4 điểm hạ gục. Và chắc chắn rằng trận đấu này team mình sẽ cảm giác thật là phấn khởi hơn, vui vẻ hơn, để có thể không thể feed đơ nữa. Trong khi mình thấy ai đó chết bảy mạng nó chạy what the fuck. Ôi sỏi, nó chết bằng thời gian à. Bạn nào đấy?
bản nào chơi cái bảy mạng rồi. Tiếp băng thời gian à. Ôi dồi ôi, cái gì vậy? What? Cái chuyện gì đấy nó có xảy ra vậy? What? Cái gì vậy anh Bo, anh chơi ảo tưởng. Mình thề là mình chưa thấy một ai có thể ảo tưởng sức mạnh để như một anh Bo của chúng ta. Diệt luôn! Let's go! Ôi dồi ôi, thủ toàn ơi. Ôi chết rồi. Mình mắc một cái sai lầm rất là lớn thôi. Sai lầm lớn nhất của đời mình là khi mà mình là một trong những người gồng gánh tí mà mình làm. Đấy, các bạn có thể thấy là khi mình nằm xuống. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Mình tự nhiên nằm xuống một cái phá như thế này thì ai dựa dẫm vào mình đấy. Cái thế trận này giống như kiểu là hái đánh 18 người vậy. Vai mình lại lên full nam thế này thì về cuối game phê lắm. Các ông thân, các ông chơi thế này thì hỏng rồi. Bình tĩnh anh Bo. Trời ơi, anh Bo, anh chơi thế này thì hỏng em thật chứ. Trời ơi. Bình tĩnh anh ơi. Anh Bo ơi. Anh không phải là bất tử đâu anh ơi. Ôi trời ơi. Anh ơi. Ôi trời ơi, anh chơi thế này thì y tế gấp. Máy mà của mình 1v1. Anh chơi thế này thì đây là đã chơi luôn nhỉ, thằng này mình cân được luôn. Ôi sổ ơi, khiếp. Vai nó mạnh đây. Ôi, vai nó mạnh thế này thì ai chơi? Vai, đã hái đánh 18 thì chơi thế này thì ai chơi? Để tất cả các bạn ạ, trong một trận đấu thì chúng ta đừng nên tin tưởng ai ngoài bản thân của mình cả. Giờ ở trận đấu này mà mình tin tưởng anh Bo, tin tưởng anh Morgana, Venra thì chết. Đây, hai trăng luôn, đẹp quá. Đây, mình sẽ làm tất cả vì tím, các bạn hãy cố lên. Các bạn hãy chết một cách rất là tư tổn đi. Còn cái việc gánh tím này để cho mình lo. Rồi à. No. Lo lắm, các bạn đánh như thế này thì học. Đâu game chơi như thế được nói. Về. Cá xá nè. Các anh ơi, cá xá nè. Ôi, giết na. Thôi mày, ôi mày ông thằng này không tự nhiên lao lên trên làm cái gì ở trên đấy. Thực sự trận đấu này thì mình chỉ hốp mỗi gánh ngủ khống thôi các bạn ạ. Chỉ hốp gánh ngủ khống thôi. Chứ mình, anh té nó nát, em vẫn chưa hốp cho bạn đấy. Mô, mày cũng nghe ra này chứ như thế. Gì mày? Giống như cái tình trạng ngồi nhâm chủ vậy. Giống như trình độ lớp 3 mà đi ngồi học lớp 5 thì nay đi học thôi. Đây. À, mình từng đấy không biết có con mồi nào lọt vào đấy không, không có ai nào để bắt lẻ thế này thì học đâu. Không có ai bắt, ôi trời, đấy. À đu huyết nè. Thôi không có. Thôi bắt tạm con này được, thôi giết. Bắt tạm con tánh cớ thế này, cái khổ các bạn. Đi bắt lẻ phải bắt nhầm cái con tánh cớ thế này là mày mệt. Không có con nào. Ôi trời, đi về thôi. Để các bạn, mình ăn 15 mạng thôi mà ăn mài vẫn chưa hơn cái chỉ số mạng của team nó. Ăn bao nhiêu cũng bao, một người làm một người ba người phá thì nay thì chơi thế nào. Đây linh đít này, linh đít hay quá, tuyệt vời, lên luôn. Phá trụ kia, phá trụ đấy, trụ này. Ôi rông bắn em ơi. Ôi ôi vai. Ôi xong rồi, cái phá này hết chiếu rồi. Vai phá này hết chiếu đen đấy. Không cái phá rồi mình sẽ out play Nakroth đẹp rồi. Đây, slim này, slim các bạn này. Nhảy vô. Ôi, xong rồi. Ui. Vai cái phá này lỗi game vai. Mình tẻ ra xa như thế, slim bắn vẫn trúng, vô lý thật. Ai cái phá lùi game thế. Mình nằm xuống thế này thì thua được con gì. Ôi trời gì, team mình chết cái má thằng thế này. Con ngủ không phải tên Anna thì làm sao mà gánh được cái team này đây. Rồi thua cái game này thì mình chết đấy các bạn. Các ông. Ôi trời ơi, 40 chết thế này chết cái gì. Mình
người nhom này, chết thì mươi mảng như thế, chết cái gì trong một cái trận đấu này. Rồi à, thấy quả ngủ không? Để cái trận này mình hốt mồi cái thằng ngủ không đấy các bạn. Ôi trời, 41 năm. Thấy thế không? Để nó nát. Ôi trời, xong rồi. Đúng là tình trạng ngồi nhầm chủ rồi. Chết rồi, cuối game này nay thì mình làm sao mà gánh được đấy. Các bạn ơi, mình phế như thế này làm sao mà gánh được. Rồi mình sẽ cố gắng tất cả các bạn ơi, không sao đâu. À, thực sự mình lại ở những ok, mình sẽ từ từ biết tình. Đấy, nó hết chiếu rồi, chạy đi đâu hả em? Em chiếu làm gì con mà chạy, hay quá. Để rồi, bắt lẹt nó rồi. Bây giờ mình có thể là đi bắt lẹt thêm một thằng nữa thì có thể là thắng. Let's go, cố lên tất cả các bạn ơi. Team ta đâu cả? Ôi trời ơi, vai team ta chết hết, thằng nào giết vậy? Đấy. Ôi không được rồi. Mình định lao lên bắt cho ba thằng đó. Thôi mình sẽ vào bụi và chờ một đứa nào đi lẻ. Cố lên các bạn ơi. Mình tin tưởng tất cả các bạn. Thực sự hai người mà đánh với 8 người thì nay thì rất là khó các bạn. Hai với 8 là thật là có thật. Ôi trời, anh bo anh chơi cuối game này, anh chơi như thế này thì anh còn chạy khác gì anh giết em luôn này. Đây, Slim đây rồi. Lao lên lao lên Slim. Lên, hay quá. 400 vàng. Đấy từ từ này, Lim đít nè. Nhảy vào ngủ không? Combo combo. Lao lên, let's go. Win luôn. Gì? Trời. Hai vết 8 nó có thật các bạn ạ. Trời, một pha combo combo rất là đẹp. Trời, cái pha đẹp vậy. What? Đấy, máy nó còn ngủ không gom gánh cho mình ấy, cái game này. Ok, mình chắc chắn 1 tỷ với 1 triệu là trời ơi. À, giải thoát cho em game này đi. Và trận đấu đã kết thúc ở đây rồi. Và thực sự 2v8 nó còn thật. Tất cả các bạn ơi, mà yêu. Bye bye tất cả các bạn nhá. Bye bye.